không lên tỉnh phát chưa có thằng thổ đi xa nhưng mà đi mới bác mà mới bác nè này cũng ở tốt luôn hả đó cho Hàn Quốc nè chợ ôn đi đi ôn con đi qua bên vu u đỏ gì hả hai chúng tài xế đây nè dạ hai tài xế đó mà chạy được không quá rồi đi ra đi mọi người ơi hú quá trời qua 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 trời nó hú dữ rồi có Vũ Quỳnh nè hú à dạ tôi đảo à trước khi em tới sau rồi ôi cái đường dạ nè cái đường lên nè mọi người đẹp quá đẹp quá hả đẹp lắm luôn á đẹp lắm luôn cái này mới đẹp đẹp lắm luôn bây giờ chị chia sẻ được không chia sẻ online Facebook mà đúng không chia sẻ đi u đầu nè ồ mém một tí nữa thôi là u đầu liền à dạ mấy tụi con sắp đi ra sân bay thôi bây giờ là bữa nào cũng thấy chương trình hay sư phụ nè đẹp quá sư phụ là những chương trình nè dạ dạ chồng tài xế này tái chúng nó là nó khổ nó lái cho bao nhiêu nè xin lỗi gì ở bên đây nó chỉ nó không ngồi cái chồng nhà cái nhà nó không ngồi nó không ngồi đâu bây giờ được ra cũng được để dạ. Chúng ta có ai ở đây thì được nha còn mấy đứa nó đi đường chiếu để máy vậy là mất cái chịu đó nha ở đây thì không có rồi mấy đứa là đi dùng pháp danh chưa cho con dạ có tụi con là đi hết rồi cái này chưa dạ chưa còn cái nữa tụi con chưa đi là cái nào dạ con không biết nữa mấy thành như là chưa đi chưa dạ chưa mẹ đi rồi chùa đó vừa tâm chúc á là mẹ đi rồi ở đây mẹ hát rồi dạ sông hương bụi người mấy đứa vô sông hương dạ chưa dạ ồ chưa. Mấy đứa đi núi Cự Bình đẹp lắm dạ vô lên tắm quế rồi vô ra lâm điều trị cho đất khoa học cả luôn á ơi là chưa đi nè dạ sao chị làm gì sao em nói vậy chị làm gì dạ không kịp đó sư phụ dạ cảm ơn chị Diễm Trì dạ xuống nhà với nhà máy rồi rồi xuống để nó bỏ rồi 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 mất điện thoại mới để đây nè thấy chưa đi xuống đi ai cầm phải không hả ai lấy điện thoại phải không con không cái không thấy luôn á chứ mà ai mà lấy thiệt con nói thiệt cái gì tiếng Anh á chị tiếng Anh tôi lấy điện thoại người khác á tiếng Anh nè đi vô đây rồi nhớ điện thoại nữa nè tiếng Anh đi vô đây rồi nhớ điện thoại nữa điện thoại gì đâu còn mà tiếng Anh hai thì không nhớ được thì không nhớ rồi thầy đã bị bại lộ. Thầy ở đây được không thầy? Có thấy đâu. Xuống dưới điện đi. Trời ơi, để cho con chứ mày dưới điện đó thầy. Ủa, đẹp quá thầy ơi. Đẹp ha. Chùa đẹp lắm á mọi người. Ôi, cô cắm đi cái đó đi. Ngân chụp đi. Dạ, đẹp nhà con. Con đứa nhà cho con đó. Con xuống dưới điện quá à. Nè. Xinh xẻo chưa cô Vũ Quỳnh nè mọi người ơi là cái gì này có quà gì không không phải chia sẻ mà thấy bị nhiều quá chị biết có được gì để chia sẻ không chia đi chia đi
đẹp lắm á mọi người. Đẹp quá trời. Đẹp quá trời ơi. Chào mọi người nha, chào cả nhà nha. Dạ, chia sẻ đi ạ. Chia sẻ gì? Chia sẻ ngày về thăm chùa Ôn. Sớm quá à, ghê quá à. Ê không, cô vô cái là nó tiếp liền. Dạy cho đứa này bốn chữ, đứa kia bốn chữ. Mà nữa trường này là tiền thầy hỏi nha. Dạ. Trường An có lọn. Trường An có lọn. Có lọn. Lọn nước con ăn ổn, đứa này học nước con ăn ổn mà ba đứa con mà không thuộc ngu ngốc rồi gặp thầy cứu đầu nó nha. Trời trường ơi, ăn có lọn nước con ăn ổn nó xáo trộn mà con làm sao con giữ được cái tâm con. Dạ. Cái đó thiền sư à, chứ thôi cái này từng kinh điển nè, thấy chưa? Bốn đứa mà không thuộc tám chữ là chết rồi. Trường An có lọn nước con ăn ổn, thấy chưa? Có là có loạn á. Tụi em sắp về rồi, 10 giờ tụi em ra sân bay nha. Đó, dễ thương. Phật idol của con. Đâu có lạnh đâu. Có bằng cái đầm nè mọi người. Có bằng cái đầm, không hề lạnh. Chánh điện nè mọi người ơi. Dạ. Dạ. Mình buồn với thầy chung mình cặp. Ừ, dạ đúng. Dạ. Đâu rồi ta? Cô Quỳnh xong chưa? Xong rồi cho con xin cầm điện thoại giùm con đi. Chánh điện đẹp lắm á mọi người ơi. Dạ. Đẹp quá à, đẹp lắm luôn, đơn giản mà đẹp. Nhớ quay vlog mà em quên quay vlog luôn rồi mọi người. Hôm qua không thấy quay hát rồi nha ông. Dạ có Facebook cô Diễm Quỳnh có quay á mọi người. Chân mấy Ngân ạ, à, chân mấy Ngân bị si cà que à. Ngân ngân ngân. Mấy anh chắc đẹp hơn. Mấy anh chắc đẹp hơn. Ngứa quá. Ngứa cái cầm ấy. Mặt sáng sớm hơi sưng nha mọi người. Chứ không hề mặt. Hello chú Quốc Vượng nha. Kỷ niệm chuyến đi quay nhiều cảnh nha bé. Chùa Tân Diệu, chùa Tân Phú Bài nha mọi người. Rồi điều kiện cuối cùng nữa là phải học thêm một chút nữa. Dạ. Học bộ bộ chút nữa. Có mấy cái bạn ngoài đời. Dạ. Đúng không? Bây giờ mình cũng phải. Đúng không? Nó bị mình cái gì mà. Ví dụ như mình đi đâu thì chút cái gì. Xuống bếp là nấu cơm con biết làm mau là do đâu không? Vâng, xin phép ạ.